Xin chào cả nhà nhé. Chị hôm nay siêu đầu bếp Út Linh sẽ chỗ tài làm bún riêu cua đồng. Cua đồng. Đây là những cái nguyên liệu mà mình nấu bún hôm nay. Thì mình có cua đồng đã được làm sạch. Ở đây là cua của chú Hai hồi sáng bán ế nha cả nhà. Chú Hai mới đưa ra ý kiến là thôi để chiều nấu bún riêu với chú Cháu ăn luôn. Bây giờ chú Hai với chú Năm sẽ đâm cái phần cua này. Còn bên kia thì thím Hai sẽ cắt hai cái bắp chuối đó với lại bào rang muống luôn. Trong cái thao nước đó thì thím Hai đã có nạn chanh rồi để mình bào vô cho nó đừng có đen cái sợi bắp chuối. Còn nguyên liệu bên đây thì Út Lân đã chuẩn bị là xương heo với lại giò heo, đậu hũ, huyết heo, cà chua với lại một số gam. Hồi sáng Út Lân định đi xay nhưng mà chú Hai không cho xay. Chú Hai nói thôi để tao đâm. Đâm nó ăn nó ngon hơn. Dạ. Thật ra nữa. Nấu xong rồi cái hồi mình chạy vòng vòng đi bán luôn ha thím Hai. Bây giờ mình một tô bún riêu vậy mình dám bán nhiêu tiền Út Lân? Có giò thì 20 thôi. Trời ơi rẻ vậy. Còn không có rồi, cũng có giò thì 15.000. Trên chợ ông rẻ là ăn không có giò là 20.000 tô rồi đó. Mà không có riêu cua luôn nha. Bây giờ Út Lân sẽ xào cái gạch cua lên cho thơm. Cua hôm nay mình ăn vậy thôi chứ thật ra là mấy ngày này là cua không được mập rồi hả chú Hai? Ừ. Bữa Hai nó mập rồi. Không biết ăn gì mà mập nhanh. Hôm nay nấu vậy vui ha. Ai cũng có việc làm chứ. Bày ra nguyên chiếc ghe luôn rồi. Rau muống này là rau muống ruộng nha cả nhà. Chú Hai hái để bào ra ăn cho nó ngon. Chứ chú Hai không cho mua rau muống ngoài thì ăn không ngon lành gì hết. Muống ngoài thì khi người ta trồng thuốc men rồi. Cua này lọt không bả, 8, 9, 10, 1 chạp là ăn nó mới ngon. Dạ. Mập, nước mập. Mềm. Có bữa hôm kia là bán tới 3 giờ mới xong hả? Ừ. Cứ khổ quá. Này, tại không biết làm sao không, tại mấy cái bún riêu nó đóng cửa nè. Dạ. Trên thò lái đi thuộc hả chưa? Ừ, thò lái nó lấy chân à. Mình bán 50.000 ký phải không? 50. Dạ, trên của cò bán 80. Nó mua của chú Hai ra nó bán lợi mà. Lợi ít quá. Mua 50 bán 80. Còn khúc chưa nhiều đâu mà. Cái này nó bán lợi phân không à con ơi. Phân nữa. À. Cái phần thịt này thì Út Lân đã hầm hồi sáng rồi để cho nó mềm với lại nó ra cái nước để làm cái nước dùng nấu. Chứ mình vô đây mà mình hầm chắc tới tối mới được ăn à. Lúc đó chú Hai chú Năm xỉu hết. Không, hai em xuôi đâm hồi cũng gần xong rồi đó. Hết gỗ rồi. Thật ra bên kia là còn cua nữa nhưng mà Út Lân nó thôi nhiêu đây đủ rồi. Tại vì hôm nay nó đầu bếp chính, nó nói làm sao mình nghe vậy. Cãi nó không cho ăn à. Bên kia nhắm còn được 1 ký không mình chú Hai? Được. Dạ, mình gọng nó để mai bán ha. Mặc dù giọng lâu nó hơi ốm xíu thôi chứ không gì hết. Chị má cha nhà đang thấy là Út Lân đang xào cà nha. Xào này cho nó nhừ ra, lát mình bỏ vô cho cái nước dùng nó có màu hồng hồng, màu đỏ cho nó bắt mắt. Bữa nay Út Lân nó nấu mà dụ như ngon quá hay khéo quá, chú Hai coi được chỗ nào gã nó đi luôn rồi chú Hai. Thôi không gã không à. Chắc con làm cái xe đẩy á, con đi bán bún riêu luôn á. Để lại xài chứ. Gã nó đi ai nấu ăn cho mình ăn. Được chưa chú Hai? Được rồi, nhuyễn mà cũng có thịt bộn nữa chú bộ à. Dạ. Nhờ nhiều con, nhờ số lượng nhiều. Chú Năm nhuyễn chưa chú Năm? À, vậy đưa cho Út Lân luôn. Con cua này con đâm càng nhuyễn càng ngon. Dạ. Thường thường chú Hai sẽ lượt hai nước nhưng mà không biết bữa nay Út Lân lượt mấy nước nè. Con cũng lượt hai nước à mà con không có dùng cái lượt đó. Con đổ lại vô trong nồi nước luôn ha. Rồi bây giờ chú Năm với lại chú Hai bàn giao cái phần cua đâm. Được qua rồi. Cho Út Lân. Giờ mình đổ nước vô. Thấy trước mắt là nó mang bao tay rồi đó. Con nghĩ là chắc nó nhồi, nó bóp quá. Bóp. Đúng rồi. Mày con sẽ không có dùng cái lược để lược cua. Dùng cách nào Út Lân? Chút ta làm mà thấy à. Nào từ từ sẽ thấy.
chú Năm nói trước mắt là thấy cái cách này là không có thể nào mà sạch được thịt cua chứ. Mình lượt đi lại khoảng hồi cái kia thì mình lượt 2 lần, cái này mình lượt 3 lần, 4 lần nó sẽ bớt lại à. Đây giờ là cái cách của Út Lưng ha, là có nghĩa là mình chắc đúng cái rồi, nước qua chắc, rồi chắc từ từ nó sẽ hết cái thịt cua. Mình bỏ cái xác lại. Đúng rồi. Chú Năm nói là mấy bà già xưa hồi đó mấy bà lượt cua là chừng nào mà chắc nhách hết trơn, vậy mà còn phải lấy ra đâm cái nữa. Đúng rồi. Bây giờ cái nước này là mình chắc lại thêm lần nữa để cho hết cái cặn còn sót lại ra. Đó. Được rồi, chế vô hồi toàn là xác cua. Rồi, giờ đến này bắt lên, mình đun tiếp. Trong nồi này thì Út Lưng đã để vài hột muối vô để cho cái thịt cua nó nổi lên. Bây giờ nước nó sôi lên rồi, gạch nó nổi hết rồi. Mình sẽ vớt ra. Đúng rồi, cái này nó chín rồi, mình vớt ra. Ồ, cua ốm vậy mà nó làm thịt cũng nhiều quá. Trời ơi, cách này mà. À, chú Năm nói tại chú Năm đâm. À, hồi nãy thấy con gàng gàng ra không? Nhiều lắm. Đây là nhiều khi cái xác, cái thịt nó dính vô cái xác này. Thường thường ta bán muối riêu 20.000 tô, mình bán này chắc 40.000 tô. 20.000 tô là không có cua à? Chỉ có nồi nước lèo với lại thịt heo thôi. Dạ, Út Lưng nay vô rồi. 40.000 tô ai ăn? Sao? Tiếng Anh nó 40.000 tô ăn kiểu Út Lưng. Vậy mày bán 30 thôi. Con hồi nãy con nói bán chỉ có 25 với 15 thôi. Ta tốn nhiêu ta cho mắc gì 20.000 tô rồi đã ăn là vừa. Ta đặc biệt. Đó, quá trời rồi. Tuyệt vời ha. Rồi bây giờ cái nước nèo này mình đổ qua cái nước dùng luôn. Đổ nước dùng xương. Nước dùng xương hầm pha chung với lại cái nước luộc cua. Cặp này con thì con đổ cái này được lại. Để luộc cái vỏ cà ha. Gặp mình để vô luôn rồi chú ơi. Mình để vô cũng được nhưng mà nhiều cái vỏ cà nó lợn cợn. Lợn cợn. Vậy là nồi bún riêu đã có màu. Còn màu hạt điều nữa. Hạt điều là lát nó ở trên để nó nổi trên bề mặt đó. Còn cái màu này mình lấy cái màu của nước lèo. Út Lưng sẽ để cái dầu điều vô sao với lại cái hành tím. Cho cà chua vô xào luôn. Cho đổ vô luôn. Mình xào chủ yếu cho nó thấm màu được hết luôn. Đâu cà đâu cần chín quá đâu. Vô nồi nước lèo luôn. Rồi. Bây giờ này mình đổ hết vô nồi nước lèo luôn. Nó chín miếng. Phần gạch cua này á mình cho vô luôn. Nãy giờ mình xào rồi. Cho vô cho nó béo. Bây giờ mình cho thêm một chút xíu mắm tôm vô cho nó đậm đà, nó có thơm chút xíu xíu thôi. Là thơm chứ không có đậm đà. Chút xíu là không có đậm đà được hả chú? Mà nếu mà bỏ nhiều quá là nó mùi mắm tôm. Ồ, quá chất lượng rồi. Dạ, bây giờ mình nêm. Hình như là nãy giờ mình chưa để thịt vô nha Út Lưng. Chưa. Nào thịt đó chín rồi, lát nữa mình bỏ vô sau cùng cho nó nóng lại được à. Mình sẽ để một ít gia vị vô, bột ngọt. Đường. Có đường này đây. Đường thì hôm nay Út Lưng sẽ dùng cái đường phèn chứ không dùng đường cát. Đường này cho nó ngọt thanh. Mắm vô.
một ít nước mắm. Bên đây thì thím hai sẽ bài trí giao ra một cái xề này, đầy đủ giao hết, giá, rau muống bào, rồi bắp chuối bào, rau thơm. Sau khi nêm nếm xong, bây giờ Út Linh sẽ để cái phần thịt vô. Để này vô cho nóng là được à, thịt cũng chín rồi. Có giò heo với lại thịt gì Út Linh? Này là chân giò không à? Chân cái chân 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 bự. Giò mà có móng móng ăn ngon hay chưa hay? Thịt heo là đúng đúng bài của anh Đen. Trước cái bữa ăn hôm nay thì coi như là Út Lưng cũng có quà trao cho chú hai. Đây là số tiền 100 đô của vợ chồng anh Vũ muốn gửi tặng cho chú hai. Với lại nhắn là chúc gia đình chú hai thật nhiều sức khỏe. Rồi giờ vợ chồng của anh Vũ cũng tặng cho món quà này cũng rất cảm ơn. Chúc vợ chồng Vũ được nhiều sức khỏe. Sẵn bữa ăn hôm nay là cũng mời cả nhà chứ mời vợ chồng anh Vũ dùng với mấy chú cháu mình luôn ha. Rồi xin mời cả nhà luôn nha. Mời cả nhà. Đây là cái gỗ gao. Ai muốn ăn gao gì thì để vô tùy thích. Tùy thích. Dạ. Bắp chanh vô cũng được. Ai muốn ăn chanh bự thì có cắt miếng bự nè nha. Mấy đứa nhỏ là nãy mình múc cho nó hết rồi ha. Rồi, múc bỏ hết rồi. Tôm vô. À, nãy giờ có ai để mắm tôm chưa nha. Mắm tôm hay mắm muối gì cũng được. Để có mắm tôm vô mới ngon. Mấy trăm mắm tôm vô. Ăn tô này chắc no tới tối luôn. Quá, quá cái tô này à. Tô gì quá trời tô bự luôn. Dạ. Kệ mình làm ở nhà mình ăn cho đã chứ ngoài tiệm sao bán nhiêu giống như mình được không? Đi đâu Bin? Bin đi đâu? Bin đi đâu? Bin ăn bún riêu không? Cảm nhận coi chú hai, bún riêu nấu làm sao? Quá ngon. Rất ngon. Ngọt, nước, dạ. Hết hồn luôn. Chú Năm cũng khen ngon nữa ha. Có cho anh Đen thêm cục thịt heo không Út Lưng?
ưu tiên cho 20 rồi đó. Bún riêu này chú hai thích đó, chú hai đi ra ăn ví dụ đói quá hay đi làm vậy ha, ăn cháo bằng cái chú hai bún riêu. Dạ. Bởi nó nấu bún riêu chú hai đổ bằng ra đó. Bằng vô thôi á. Đậu hành. Quá rồi. Quá ngon. Rồi nước lớn rồi, chiếc ghe mình nó đang quay ra rồi đó. Còn nghe lưng. Nằm ăn dội đi. Ăn thấy được không Quyền? Ngon không ngoài chợ không? Dạ ngon. Dạ bộ khen đi cho bố anh Lương anh nấu ăn nữa. Không này ngon thiệt đó. Dạ. Yeah. Đường cái nấu đủ gia vị đủ đồ á cho nên ngon. Cua nhiều, cua cua mình nhiều. Dạ. Cua tí ốm nhưng mà nhờ số lượng nhiều. Số lượng nhiều. Xương mình hầm nó ra nước hết rồi. Cua đại không biết sao mà mình nấu cái này mình ăn ngon không? Tại mình nấu cái này của nhà mình cua nó nhiều, còn ngoài tiệm nó bán đâu có cua đâu. Dạ. Ít xỉu à. Với lại giờ cua mua ngoài chợ mắc nè. Mắc. Nhắm hết tô này không chú Năm? Dạ, sức chú Năm chắc ăn không lợi anh đang dưới lại Út Lưng dưới chú Hai đâu. Dạ. Sao Út Lưng cho cảm nhận coi, hôm nay Út Lưng nấu ngon không Út Lưng? Hôm nay bây giờ mình nấu ngon rồi Út Lưng đúng không? Bạn công nhận ngon thiệt. Ngon. Sao thấy Mai ăn nãy giờ không thấy giật luôn. Quỳ nữa nè. Không nhiều quá. Múc tô bành cây luôn. Chắc hôm nay có chút nhiều bún á. Ăn này chịu cơm không thôi. Hồi nãy Út Lưng cái thịt cua là Út Lưng để nguyên chất luôn chứ không có pha cái trứng vịt gì vô hết. Thôi thì có nhiều người làm mà pha trứng vịt đồ hay là thịt thịt tây đồ vô. Thịt được. Bầm á, thịt xay á. Mà mình để nguyên chất này ăn thì nó ngon hơn. Muốn hết cái tô này cũng đính nhưng phải chơi đâu. Phải là miền An Giang là hủ tiếu là ít nước hầm bán hủ tiếu thịt. Dạ. Chú Năm nói ở miền An Giang là hủ tiếu ít khi nào bán nước hầm mà hủ tiếu thịt ha. Có bún riêu cũng gì nó còn là cá. Dạ. Mấy ngày gầm đặc biệt luôn, kiếm một tô không có, kiếm 10 bán không có luôn. Dạ. Nhưng mà ở An Giang bán bún cá nhiều. Bún cá. Dạ. Nè nào giờ chú Hai đâu có biết. Chú Hai đi rồi anh. Cái mấy bạn nó rủ mình đi ăn bún cá thằng bố. Nào giờ không có nghe gì bún cá, nghe bún riêu đồ chứ không nghe gì bún cá mà vô ăn ngon con, nó làm ngon. Dạ. Nó làm ngon. Người ta làm bún cá làm ngon. Có nào cũng lưng làm ăn bữa không lên. Cái đó có phải có gia vị đồ đầy đủ lắm á. Chứ mình nấu mà không đủ đồ. Nấu như mình nào ngày nào mình đều cá nấu cá nó. À cá đây là mình thiếu gì? Bữa nào mà mình có cá lóc đó, cái mình nấu bún cá ăn được á. Hay Út Lưng. Nấu mấy món này tôi nghiệp Út Lưng. Em với Quyền thêm thịt không? Tưởng em nói thêm lại em luôn. Thấy Quyền nó vẫn nghèo rồi đó. Quên đó, để còn anh đây có thể nào mình ăn thêm một tô nữa không anh đi? Dạ dừa. Dừa ha. Nếu mà thích làm tô nữa bình thường như vậy không? Hết đói rồi anh thua. Hết rồi. Giờ nó no luôn. Cái mì ra bụng quá rồi ăn tô mì. Dạ. Yeah. Chú Năm là xong đó bụng quá rồi ăn hết tô mì rồi ha. À. Dạ, chờ này hơi lâu. Tôi mà nghe nó bún riêu dễ thì tôi ăn cái gì. Là món ruột của chú Hai thiệt. Dạ. Nào giờ đi ra tiệm quán ai ăn gì ăn chú Hai bún riêu à.
cháu cũng ăn đã xong. Chào cả nhà, hẹn lại video kế tiếp. Xin chào cả nhà nhé, hẹn gặp lại video kế tiếp.